Xin chào các bạn đang quay trở lại với kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái hệ thống treo ở đằng trước có phanh đĩa và một số cái kỹ thuật khi lắp đặt và một số những cái lưu ý khi lắp đặt nữa. Thì các bạn đón xem nhé. Với cái bộ này thì nó có sẵn cái bộ khung đầu rồi, thì các bạn chỉ cần mua về và hàn đến cái khung sẵn lên xe của mình thôi. Còn ngoài ra thì để các bạn có thể không mua cái bộ đầu này và tự hàn cái bộ đầu này thì cũng dễ thôi, không có gì khó. Nhưng mà nếu như gắn sẵn thế này thì có thể sử dụng gắn sẵn. Đối với cái bộ đầu này thì sử dụng tay lái bằng ghi đông. Còn sử dụng thước lái thì nó sẽ có một số cái lưu ý riêng. Vì vậy các bạn cần lưu ý. Đây là cái hệ thống của nó đây. Nó gắn như thế này. Thì các bạn với cái bộ này thì nó có chiều rộng là 87 cm, thì các bạn lắp bánh lên thì nó sẽ tương đương với khoảng 1 mét. Đối với những cái bánh bản rộng đấy, 87 lắp bánh lên là làm những cái xe 1 mét là rất là đẹp. Tiếp nữa là đến cái phần 4 con ốc này. 4 cái con ốc này thì nó có hai loại các bạn nhé. Một loại là tim ốc này sang tim ốc kia là 7 cm. Còn một loại nữa là tim ốc này sang tim ốc kia là 8 cm. Thì tùy theo bánh thì khách hàng đặt thì sẽ thay thế những cái loại cho nó phù hợp với cái mayer cho nó phù hợp. Tiếp nữa thì đến cái phần giảm sóc. Thì các bạn có thể lắp một cái loại giảm sóc bất kỳ nào cũng được. Thì cái giảm sóc này thì khi các bạn lắp đặt thì các bạn lưu ý một số cái vấn đề thế này. Nó phải có độ dốc. Đây, nó dốc xuống khoảng 7 cm so với bình thường. Sở dĩ phải lắp dốc bởi vì nó liên quan đến cái cổ. Đây, cái cổ rô tin này. Đấy, cái cổ rô tin này. Đấy, nếu như các bạn mà lắp không có độ dốc ấy, thì khi cái càng A dưới này nó nhún lên cao thì cái cổ này nó bẻ ra đến hết cữ của nó sẽ bẻ vỡ luôn. Vậy các bạn lắp là phải có chiều dốc cao. Tiếp theo nữa là khi các bạn lắp đến cái cụm dầu lên cái cụm đĩa này, thì bất kể một loại phanh dầu nào cũng thế, các bạn phải lắp cái con ốc xả này là ở phía bên trên. Thì khi đó các bạn mới xả được dầu đi, mới xả được e, gọi là mình kỹ thuật gọi là xả e đấy. Chứ nếu các bạn lắp mà nó trúc xuống như thế này thì các bạn sẽ không bao giờ xả được e. Vì vậy là hai cái cụm này mình đưa rời cho khách hàng thôi. Trong quá trình đóng gói vận chuyển nó sẽ hay vỡ thì mình thử đưa rời. Thì khi khách hàng lắp đặt thì khách hàng lưu ý vấn đề đấy. Tiếp theo đến cái vấn đề nữa là vấn đề cái rô tin. Cái rô tin giằng lái đây. Cái phần rô tin giằng lái này thì các bạn lưu ý là cái con ốc này thì thường thường là nó sẽ úp xuống. Đấy. Và một cái vấn đề nữa là cái giằng lái này từ cái cây lái luôn luôn song song với cái cây lái chữ A ở dưới này. Thì khi trong cái quá trình nhún lên nhún xuống thì nó sẽ có cái khoảng cách không đổi. Nó tránh cái tình trạng mà khi nhún lên thì bánh sẽ bị quọp vào hoặc bẻ ra. Đấy là cái vấn đề chính. Vấn đề đấy là khi các bạn gắn cái bộ giằng lái này từ cái cây thanh giằng lái thì các bạn phải gắn song song với cái dưới. Đấy. Còn khi các bạn lắp thước lái tại sao khi lắp thước lái ấy, thì rất là khó. Đối với những cái khung hẹp mà lắp thước lái thì cái thước lái nó ra tận ngoài này này. Đấy. Đấy. Thì khi các bạn lắp thước lái vào ấy, thì khi nhún lên nhún xuống ấy, là cái khoảng cách nó sẽ bị thay đổi. Khoảng cách nó sẽ không còn như cũ nữa. Vì vậy cái tình trạng xảy ra đối với cái bánh là sẽ bị thu vào hoặc bẻ ra, cụp vào xẻ ra. Đấy.
Cho nên là các bạn phải lưu ý là nếu các bạn lắp thước lái thì cái bộ khung giữa này phải rộng. Còn nếu hẹp là các bạn lắp là sẽ có tình trạng khi nhún xuống thì bánh sẽ bị xòe ra. Xòe ở đây là xòe theo cái hướng trước sau ấy, chứ không phải là hướng trên xuống. Thì các bạn hình dung là như thế, nó sẽ xảy ra cái vấn đề đấy. Mà trong cái quá trình các bạn lắp đặt tĩnh thì các bạn cân chỉnh chuẩn, nhưng trong quá trình nhún xe nó sẽ không chuẩn nữa. Đấy là một cái vấn đề mà các bạn lắp cái rằng lái. Đấy là các bạn phải lưu ý là nó phải song song. Cái thước lái này phải song song với cái bộ phận này. Lấy cái mặt phẳng của cái chữ A dưới này làm chuẩn thì nó phải song song. Cái đấy thì các bạn đo theo khoảng cách thôi. Ở dưới này thấp bao nhiêu, ở trên này cao bao nhiêu thì cái này cũng thế, thấp bao nhiêu và cao bao nhiêu. Đấy là phần lưu ý về cái phần rằng lái. Nếu các bạn làm thước lái thì nó cũng không phù hợp lắm đâu, thì các bạn phải làm cải tiến đi một phương án khác. Nếu như các bạn dùng thước lái thì các bạn phải làm một cái điểm chốt ở đây và đẩy một cái thước lái một đầu ở đây thôi, thì nó sẽ khắc phục được hoàn toàn cái vấn đề đấy. Nếu như các bạn làm xe hẹp mà vẫn muốn sử dụng vô lăng thì các bạn phải lưu ý cái vấn đề đấy. Nó sẽ sai số khi các bạn nhún và các bạn có tải và nó sẽ cụp và xòe, cái đấy các bạn khó phát hiện ra, nhưng đi quá trình đi nó sẽ nhanh hỏng lốp. Đấy, mình nói như vậy thì các bạn có thể không hình dung ra ngay được, các bạn có thể coi video lại một vài lần các bạn sẽ hiểu. Đấy, tiếp theo thì khi các bạn gióng cái bộ càng chữ A này lên rồi ấy, thì các bạn lắp bánh vào, sau đó là các bạn đặt xuống dưới nền nhà và các bạn chỉnh độ trụm ở chính bằng cái con ốc này. Cái này thì dễ thôi. Và cái mặt cong này thì võng xuống dưới. Bộ giảm sóc này là bộ giảm sóc rất phù hợp. Đấy là một số cái lưu ý khi lắp đặt cái bộ đầu chữ A này, cái bộ hệ thống treo này. Đây chính là cái bộ ghi đông và tay lái của nó đây. Nó có thể cao. Đấy, tuy nhiên các bạn có thể thay thế bằng những ghi đông thấp hơn hoặc là những cái cột lái thấp hơn. Cái cột lái này có thể đổ ngả đổ nghiêng, nhưng đây là mình tạm thời mình lắp đặt lên cho các bạn quan sát cho nó tổng quan. Đấy, giá của toàn bộ cái sản phẩm này hoặc là loại đi một phần nào đấy thì xin các bạn comment ở phía dưới. Bên mình sẽ để ở dưới phần mô tả sản phẩm. Giá của cái bộ này bên mình sẽ để ở dưới phần mô tả sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Video đến đây là kết thúc.
Thank you.